Xin chào mọi người. Phú Đề Gia ở rễ chương 7243 đến chương 7247. Tình khốn kiếp thực sự là khốn kiếp mà, dám cả gan làm loạn. Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Chớ Thành, Trần Khắc Khả giờ phút này đem di động nện mặt xuống đất, gần như một hơi cắn đát hàm răng. Nữ nhân kia lại dám tính toán chúng ta, còn có Lâm Thiết Tài, hắn cũng nên chết đi. Giờ này khắc này, Trần Khả Khả cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này nếu không phải là Trần Thiên Cương mạo lớn, nó không chừng đã chết 10 lần 8 lần. Cho nên Trần Khả Khả không những có cảm giác nghĩ tới mà sợ, mà lại càng thêm thấy phẫn nộ. Vừa người đến đây, nàng vung tay lên, người đâu, truyền thú lực của ta triệu tập trọng binh đi lấy mặt Lâm Khí Tài. Hiển nhiên Trần Khả Khả nhận định người xuất thủ phía sau chuyện này nhất định là Lâm Khí Tài, thậm chí sau lưng Lâm Khí Tài còn có người khác. Bằng không mà nói, tại bên trong Chớ Thành một mẫu ba phần đất này, ai gan to bằng trời dám đến ám sát Trần Thiên Cương như vậy chứ? Khả Khả, bình tĩnh đi, tỉnh táo lại một chút. Ngay lúc này, Trần Thiên Cương từ bên trong phòng phẫu thuật đi ra. Trên người hắn mặc dù băng bó nhưng tinh thần rất tốt, hiển nhiên là không có vết thương chí mạng. Chuyện lần này là chúng ta phải ăn thua thiệt, không có bằng chứng liền đi truy nã Lâm Chí Khí Tài, thậm chí muốn truy nã người sau lưng hắn. Một chuyện không tốt, chúng ta liền sẽ rơi vào cái bẫy liên hoàn của đối phương. Dù sao chúng ta lần này là có chút bị đối lý. Dù đã đi một vòng tại thời khắc sinh tử, nhưng Trần Đức Cương ngược lại là không mất đi sự tỉnh táo, mà là trở nên càng thêm bày mưu nghĩ kế. Đối lý sao? Tin tức này chính là Lâm Khí Tài thả ra, chúng ta đối lý ở chỗ nào chứ? Trần Khả Khả cơ hồ là đang tru lên, mà lại ngươi vừa mới đi đến hiện trường liền gặp được tập sát liên tiếp. Chỉ cần không phải là đồ đần liền có thể biết đây nhất định đều là âm mưu của Lâm Khí Tài tên khốn kiếp kia. Hắn muốn chờ chết anh của ta, ta liền phải chờ chết cả nhà của hắn. Giờ này khắc này, Trần Khả Khả mặt mũi đều tràn đầy vẻ oán độc. Trần Cương hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Trần Khả Khả, nói khẽ: người đã không sai, để tất cả đều là âm mưu của Lâm Khí Tài. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn có thực thiết đem tin tức nói cho chúng ta biết hay không? Có để cho chúng ta đi tới hiện trường hay không? Không có, đúng không? Trần Khả Khả nghe vậy, thần sắc dễ mắt có mấy phần khó coi. Tin tức này là nàng phải trả cái giá không hề nhỏ để đổi lấy. Nghĩ không ra lại ăn thiệt thòi lớn như vậy. Mà cầm một cái tin tức đi tìm Lâm Khí Tài gây phiền phức, ngoài trừ đến người cười vào mặt ra thì không có chỗ tốt gì khác. Nhưng vấn đề là nếu như không đi tìm Lâm Khí Tài tính sổ, Trần Khả Khả lại nuốt không trôi cục tức này. Người ta đây, Trần Khả Khả hít sâu một hơi. Nếu chúng ta đã biết là ai thiết lập ván cục này, như vậy chuyện này liền sẽ không dừng ở đây. Trần Đức Gương nhận gật đầu, đương nhiên là sẽ không dừng ở đây. Tiếp theo truyền ra tin tức liền nói Trần Thiên Cương ta bị thương nặng hấp hối ở bệnh viện, dựa vào linh đan diệu dược để giữ lại một mạng. Đồng thời cũng nên mượn cơ hội này truyền ra một tin tức. Thứ nhất, Trần Gia Câu chúng ta sẽ vận dụng tất cả năng lượng điều tra ra chân tướng phía sau màn của tất cả những chuyện này. Thứ hai, thả ra tin tức liền nói Lâm Khí Tài rơi xuống trong tay Bộ Minh, mà lại thiên nhân bản chính là có thật. Thứ ba, chuyện ngày hôm nay nghĩ biện pháp truyền ra tin tức liền nói là người của thánh địa khác ngăn cản Giới Thành chúng ta quật khởi mới phát động công kích đáng sợ này, mà ta vì an nguy cùng tương lai của Giới Thành nên mới xuất hiện. Chúng ta phải để cao tầng Thất Đại Gia đều biết ta là vì Giới Thành mà trả giá quá nhiều. Đúng rồi, nhất định phải truyền ra cái gọi là phòng ngự của toàn bộ Giới Thành chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi. Như vậy chúng ta liền có biện pháp đem quyền phòng ngự của Giới Thành cầm tới trong tay. Trần Thiên Cương giờ phút này tỉnh táo hạ lệnh. Đối với hắn mà nói, kém chút ném đi cái mạng nhỏ của mình là không có cách nào tìm kẻ đầu têu gây phiền phức. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là tối đa hóa lợi ích của chính mình, muốn nhờ chuyện này để cho mình đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Bằng không là nói,
chẳng phải là quá thua thiệt rồi sao? Nhìn thấy Trần Địa Cương chỉ dăm ba câu liền giải quyết chuyện ngày hôm nay là có thể mang tới ảnh hưởng trái chiều tốt như vậy, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này có được càng nhiều chỗ tốt. Tại thời khắc này, sự phẫn nộ trong lòng Trần Khả Khả đã tiêu tán hơn mấy phần. Nàng suy tư một lát sau vẫn là giả làm gái ngoan, cười ỏi một tiếng: "Ca ca, trên thế giới này nên có chuyện gì mà ngươi không giải quyết được ta? Nếu như chúng ta có thể mượn chuyện này cầm với đại quyền phòng ngự của giới thành, như vậy thì vô luận như thế nào cũng sẽ không lỗ vốn." Trần Gương nhận gật đầu, sau đó lại nghĩ đến một chuyện gì khác. "Đúng rồi, hôm nay ta cái mạng nhỏ này cũng coi là thiếu tế y giúp ta kiếm trở về. Ta hiện tại đã không tiện đi lại, vậy ngươi liền phải dùng hết tất cả thành ý đi cảm tạ thiếu tế y. Ghi nhớ là tất cả thành ý đó." Trần Khả Khả khẽ gật đầu: "Ca ca, ngươi yên tâm, đại tế y những năm gần đây đối với chúng ta coi trọng như thế, thiếu tế y càng là cùng chúng ta giao hảo. Ta khẳng định sẽ đem chuyện này xử lý tốt." Nói đến đây, Trần Khả Khả dường như xem thấu một số ý nghĩ không thể cho ai biết của Trần Nhật Cương, nàng câu mày nói ra: "Ca ca, người đi đánh chủ ý vào Đinh Chỉ Lôi, ta không có ý kiến. Dù sao thì Đinh gia cũng là đứng đầu thập đại gia tộc cao cấp, cưới nàng có thể mang đến cho người vô tận chỗ tốt. Thế nhưng là thiếu tế kỳ thì vẫn là thôi đi. Không nói đại tế kỳ chuẩn bị đem nàng bồi dưỡng thành người thừa kế, coi như nàng muốn xuất giá khẳng định cũng sẽ là đại biểu cho giới thành cùng thánh địa khác cách thông gia. Ngươi đừng có làm loạn, bằng không mà nói một khi đại tế ti nói giận thì hậu quả kia cũng không phải là ngươi và ta mà đủ khả năng gánh chịu." Thần Gương thở dài một hơi: "Thật sự là đáng tiếc, rõ ràng là một người tuyệt vời như vậy lại không thể thu nhập làm của riêng." Trần Khả Khả nhìn xem Trần Thế Cương: "Ca ca, có vài nữ nhân cũng có thể biến thành của riêng của ngươi, có vài nữ nhân chú định chỉ có thể trở thành hòn đá kê kênh để ngươi thành công. Những này đều là ngươi tự mình nói với ta. Lời dạy của ngươi vẫn còn tại bên tai của ta, ngươi sẽ không phải là đã quên rồi đó chứ?" Trần Đức Cương thở dài một hơi: "Đây không phải là Âu Dương Tố Tố sau khi đi vào liền trở thành một người thuộc về ta hay sao?" Trần Khả Khả lạnh lùng nói: "Ca ca, Âu Dương Tố Tố ngươi cũng ném ra sau óc luôn đi. Nữ nhân này đã cùng ngươi không có bất kỳ khả năng gì. Từ một khắc nàng mất đi đại quyền tại Ninh Cổ Tháp, nàng liền đã không còn giá trị lợi dụng. Nếu không phải không tiện tay, ta nó không chừng đã để người chờ chết nàng. Dù sao thì nữ nhân này biết quá nhiều thứ không nên biết. Mà nàng rất có thể tại thời khắc mấu chốt làm xấu chuyện tốt của chúng ta. Chẳng qua, ngươi yên tâm, ta sẽ lại giúp thêm ngươi, chọn thêm một vài người thích hợp giữ lại ở bên cạnh ngươi. Nếu thật sự không được nữa, ta nghe nói thập đại gia tộc cao cấp, mỹ nữ nhiều vô số kể, chúng ta cùng bọn hắn kết thông gia, chỗ tốt càng nhiều hơn." Tần Thiên Cương cười lại một tiếng: "Thập đại gia tộc cao cấp cùng giới thành chúng ta còn có điểm khác biệt. Những hạng người thương nhân này đầu óc rất xảo quyệt ta. Muốn cùng người thập đại gia tộc cao cấp kết thông gia lại hoặc là có hợp tác gì khác, đều phải nâng lên 12 phần tinh thần. Chỉ cần sơ ý một chút để sẽ đem chúng ta đẩy vào trong hố. Hiểu chưa?" Trần Thiên Cương giờ phút này xem như lời lẽ khuyên nhủ, nhắc nhở Trần Khả Khả một câu. Hắn mặc dù là hoàng khố, hắn mặc dù có chủ kiến riêng của mình, chẳng qua tài trái phải rõ ràng trước mặt vẫn không thể giữ được sự kiềm chế và bình tĩnh. Và liền từ bỏ thập đại gia tộc cao cấp lại từ bên trong đời thứ hai của giới thành tìm người khác đi. Trần Khả Khả nháy mắt cũng có quyết định. "Được rồi, những chuyện này tạm thời không nên nghĩ tới." Trần Đức Hương ngẩng đầu nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ qua khe hở của tấm đèn cửa nặng nề. "Trước hết nghĩ biện pháp đem chuyện về Thiên Nhân Bản mau chóng báo cho ngoại giới biết, đặc biệt là nhất định phải nói cho người Cao Thiên Nguyên biết được. Những tên khốn đạo quốc kia luôn luôn đều muốn vật này. Ta tin tưởng chỉ cần đem tin tức truyền ra đầy đủ để cho họ Bùi khốn kiếp kia ăn quả đắng." Ngay tại thời điểm Trần Thiên Cương cùng Trần Khả Khả bày mưu nghị kế, Bùi Minh Lệ lần nữa xuất hiện tại căn phòng Lâm Khí Tài. Lần này anh đặc biệt đến người đặt mua một số loại thuốc tốt hữu ích cho nội thương gửi vào. Nhìn thấy Lâm Khí Tài,
nằm ở trên giường xem TV, bố Minh cười cười nói ra. Lâm Tiên Sinh, anh bây giờ đang ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều là tốt nhất. TV thứ này quá mức tiêu hao tâm thần, đối với anh không có chỗ tốt nào. Đặc biệt nói chuyện, bố Minh là nhìn Lâm Phu Nhân một chút. Phu Nhân đã vất vả chiếu cố Lâm Tiên Sinh. Chẳng qua có rảnh, cô vẫn là giúp anh ta đấm bóp đùi một chút, hoạt động gân cốt rất tốt đối với anh ta. Lâm Phu Nhân dường như có chút phân thần không tập trung, giờ phút này nghe vậy kịp thời phản ứng lại, nở ra nụ cười xinh đẹp. Bùi Thiếu, cậu yên tâm. Đang khi nói chuyện, Lâm Phu Nhân đã đứng lên, bắt đầu giúp Lâm Quý Tài xoa bóp. Lâm Quý Tài nhẹ gật đầu, đa tạ Bùi Thiếu. Dường như anh ta vừa mới nhớ ra điều gì đó, mới có mặt khẩn trương nói ra. Bùi Thiếu, có lẽ tôi đã quên mất một chuyện. Tại nơi tôi cất giấu thiên nhân bản đã bố trí hàng nóng, một khi không cẩn thận kích hoạt sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, cho nên nếu như cậu phái người đi phải đến người chú ý tới chuyện này, bằng không mà nói sẽ xảy ra án mạng. Đã đến câu này, Lâm Quý Tài một bộ dáng lo lắng, cậu hắn là chưa phái người đi đúng không? Bố Minh nghe vậy thì cười cười, không, tôi không phải đã nói rồi sao, tôi đối với vật kia không có hứng thú, muốn lấy cũng chờ thân thể anh khỏe mạnh trở lại chính mình tự đi lấy trở về. Về sau đừng nói đề tài này nữa, thật sự rất nhàm chán. Bộ Minh là thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng. Thì nhìn bản mà những người khác coi là trân bảo trong mắt anh lại không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là Lâm Phu Nhân vốn dĩ đang xoa bóp cho Lâm Quý Tài, giờ phút này toàn thân mềm mại run lên. Lâm Quý Tài, anh nói là thật sao? Đương nhiên là thật, vì để tránh cho thiên nhân bản rơi xuống trong tay người khác, tôi còn đặc biệt đặt 10 lô chính tử tại khu vực sân xung quanh. Một khi nó bị kích nổ, coi như ca thủ cấp bậc chiến thần đều sẽ chết không có chỗ chôn. Khi nói ra câu này, Lâm Quý Tài một cái mặt oán độc. Hiển nhiên sau nhiều năm lưu vong, anh ta đã sớm không còn là Lâm gia đại thiếu phong độ nhẹ nhàng của năm đó. Vì bảo vệ lợi ích của mình làm ra hành động như vậy, dường như cũng hoàn toàn có thể lý giải. Bột. Lâm Phu Nhân thân thể mềm mại chấn động, ngã ngồi trên mặt đất, một cái mặt tái nhợt khó thể tin. Dường như nghĩ không ra Lâm Quý Tài thế mà còn lưu lại một tay. Anh Lâm Quý Tài, anh Lâm Phu Nhân tại một khắc trí não mất trẻ ngắn ngủi, về sau liền lộn nhào đứng lên, đồng thời còn thật nhanh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi đi. Thế nhưng là bởi vì nàng quá mất kích động cùng hốt hoảng nên nhiều lần ấn sai dãy số, cú điện thoại này vô luận như thế nào cũng không gọi được. Bộ Minh thần sắc đạm mạc nhìn chằm chằm một màn này không nói gì. Ngược lại là Lâm Khí Tài thần sắc lại có biến hóa kỳ dị, bên trong ánh mắt anh ta không biết từ lúc nào thoáng qua một tia buồn bã. Anh ta cứ như vậy nhìn chằm chằm nữ nhân của mình, chậm rãi nói, vợ à, em tuyệt đối không được nói cho anh biết, Bùi Thiếu đối với thiên nhân bản không có bất kỳ cái hứng thú gì, em là để cho người khác đi lấy thiên nhân bản. Đơn giản mà nói, cũng chính là em bản đứng anh vẫn luôn là như vậy đúng không? Thời điểm nói ra lời này, một nam nhân mạnh mẽ như Lâm Khí Tài khóe mắt đều xuất hiện một tầng sương mờ. Lâm Phu Nhân đang cố gắng định gọi điện thoại, toàn thân chấn động, nhưng người nhìn nam nhân đã đi theo bên cạnh mình rất nhiều năm. Gần như tại cùng thời khắc đó, cánh cửa phòng bị người đẩy ra, sau đó Trần Địa Sát bước nhanh đến, tiến đến bên tai Bộ Minh thấp giọng nói, Bùi đại biểu đã xảy ra một ít chuyện. Trước đây không lâu, Trần Tư Cương gặp nạn tại quán trường trung tâm giới thành, bị người mưu sát khiến trọng thương ngã gục. Nghe nói hắn là có lục đầu mối gì đó nên đã đi kiểm tra mấy tủ chứa đồ nguy hiểm, nghĩ ông ra. Đến đây Trần Địa Sát thần sắc mười phần kỳ dị, mang theo vài phần cảm khái, lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao thì đôi bên hiện tại xem như đã đứng tại mặt đối lập, Trần Địa Sát làm sao có thể đồng cảm với Trần Thiên Cương được chứ? Bố Minh khẽ nhíu mày, trọng thương ngã gục sao? Trần Thiên Cương, đây chẳng phải là toàn bộ giới thành đều muốn loạn lên rồi sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tủ chứa đồ làm sao lại phát nổ chứ? Trần Đại Thiếu làm sao có thể trọng thương ngã gục như vậy chứ? Lâm Phu Nhân giờ phút này nhìn không được, âm thanh chắc chắc mở miệng, là các ngươi cùng một chỗ bắt tay lừa gạt ta đúng không? Trần Địa Sát có chút không rõ tình hình ở đây, chẳng qua
vẫn đem di động mở ra đem mấy tấm ảnh chụp ở bên trong mở ra cho tất cả mọi người cùng xem. Trong những tấm ảnh hiển hiện ra 10 phần rõ ràng toàn bộ trung tâm quảng trường của Giới Thành giờ phút này đều chẳng khác gì đống phế tích. Còn có không ít màu đỏ, màu trắng trộn lẫn vào với nhau, xem xét liền biết đã chết không ít người. Dưới tình huống như vậy, có thể nói là chứng cứ sự thật đều có. Mà giờ này khắc này, Lâm Phu Nhân cũng là nháy mắt mà sáng như tro tàn. Bọn mình mấy người cũng không phải là người ngu, chỉ nhìn biểu hiện của Lâm Phu Nhân liền biết chuyện này nàng khẳng định là có liên quan tới Trần Thị Cương. Nhìn thấy Trần Điệp Sát biểu lộ một vẻ mặt ngây ngốc, bọn mình tiến đến bên cạnh hắn nói mấy câu, đem sự việc miêu tả ngắn gọn với hắn một chút. Trần Điệp Sát ánh mắt lập tức trở nên cổ quái, hắn nhìn xem Lâm Phu Nhân, cảm xúc của nàng đã triệt để mất đi khống chế. Hiển nhiên là không nghĩ đến Trần Thị Cương thế mà còn có quân cờ như thế này, thực sự rất lợi hại. Lâm Phu Nhân tại cơn tức giận ban đầu về sau rất nhanh đã khôi phục trở lại. Nàng hít sâu một hơi, sau đó hít mắt nhìn xem Lâm Hiếp Tài, chậm lại nói: ngươi là thế nào bỗng nhiên lại hoài nghi đến trên người của ta như vậy chứ? Nghe được lời nói của nữ nhân nhà mình, Lâm Hiếp Tài cười khổ một tiếng: tôi đã tu luyện qua thuật dịch dung trong truyền thuyết để đem vân tay của mình đều xóa sạch, còn thông qua con đường màu xám để cho mình có một thân phận hoàn toàn mới. Tôi trải qua nhiều năm như vậy để luôn cẩn thận, thường xuyên giải quyết một số người hậu ý, vô ý xuất hiện ở bên cạnh tôi. Tôi vẫn luôn rất hiếu kỳ, qua nhiều năm như vậy, với cái gì mà cũng có người biết rõ thân phận chân thật của tôi. Cho nên tôi liền đặt một cái bẫy